Doanh nhân với ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên thì trồng cây gì? Hãy order ngay một cây trầu bà leo cột cho sếp nhé! Trầu bà leo cột tượng trưng cho sức mạnh, động lực vươn lên không ngừng, nhờ sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Những chiếc lá to lớn bóng bẩy mọc đều xung quanh thân, với biểu tượng mang đến cho người sở hữu sự thành công, thịnh vượng và yên bình. Cây có chiều hướng mọc thẳng lên trời, bám vào thân trụ giả gỗ, biểu tượng cho hành mộc. Mộc là sự sinh sôi, là sức sống dẻo dai, vì nó phân bố ra khí ôn hòa, làm cho vạn vật được nảy sinh tươi tốt. Những người thuộc hành mộc khi trồng cây này trong nhà thì bạn có thể tin chắc rằng vị trí, địa vị mà bạn đang có sẽ ngày một phát triển và vững mạnh. Sự quyết đoán, ý chí của bạn khó có gì có thể làm bạn lung lay, ngã gục. Bên cạnh đó, cây trầu bà leo cột còn có khả năng hấp thụ khí độc, loại bỏ các chất độc hại, các chất thải từ máy móc, đồ điện tử, máy tính để làm sạch không khí. Và có khả năng hấp thụ nhiều loại khí độc hại như khói thuốc, xăng xe, bức xạ máy tính, điện thoại, khí benzen, chất làm lạnh trong phòng máy tính. Những cách trồng và chăm sóc cây trầu bà leo cột. Tuy có chiều cao khủng từ 1m đến 1m6, nhưng trầu bà leo cột lại vô cùng dễ trồng. Hãy cùng tìm hiểu cách trồng loại cây này nhé. Và sau đây là hai cách trồng cây trầu bà leo cột vô cùng đơn giản. 1. Nhân giống với đất. Trầu bà leo cột sinh trưởng mạnh mẽ nên rất dễ nhân giống. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chậu đất tơi xốp, một cành trầu bà khỏe mạnh và một cọc gỗ cho cây trầu bà leo cột là được. Bạn chọn nhánh non và khỏe, cắt thành từng đoạn nhỏ, mỗi đoạn khoảng 10cm và phải có 2 hoặc 3 chồi. Trực tiếp cắm vào đất hoặc chậu cát. Bạn cắm cọc gỗ vào chính giữa chậu đất, sau đó cắm cành cây trầu bà leo cột vào bên cạnh cọc gỗ và tưới nước cho cây. Sau khi cắm, phải chú ý luôn duy trì độ ẩm và cung cấp đầy đủ ánh sáng. Sau một tuần, cây sẽ mọc rễ. 2. Trồng theo phương pháp thủy sinh. Trầu bà leo cột hoàn toàn có thể trồng trong phòng bằng phương pháp thủy sinh. Bạn chỉ cần chọn lựa bình trồng cây có kích thước phù hợp là được. Sau đó, bỏ cây trầu bà có cả phần rễ được rửa sạch đất vào bình trồng cây là được. Cho thêm một ít dung dịch thủy canh để nước có chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trầu bà leo cột phát triển bình thường. Các bạn lưu ý, trầu bà leo cột rất ưa nước. Bạn nên tưới cây một ngày một lần. Khi tưới, bạn sẽ tưới từ trên xuống, để nước đi theo cột xuống đất bạn nhé. Không tưới quá nhiều vì sẽ làm rễ bị úng và thối đó nha. Không phải người thành công nào cũng trồng cây trầu bà leo cột, nhưng người trồng trầu bà leo cột thì rất gì và này nọ. Vì chắc chắn có sừng to và nhà to bạn nhé. Các bạn hãy like, share, comment, nhấn vào chuông đăng ký kênh để đón xem hàng nghìn loại cây và cách chăm sóc mới nhất từ Rizcopture. Tạm biệt và hẹn gặp lại!